cả mọi người đến với clip tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình sẽ quay một chút về clip, mình sẽ quay về unbox một số cái đơn hàng. Hôm nay mình sẽ review một sản phẩm tủ sắt đến từ nhà Richman em ạ. Bây giờ mình sẽ quay unbox vào nhá anh em nhá. Hôm nay sẽ unbox cho anh em xem một sản phẩm cũng khá là, đây là một sản phẩm sắt đến từ nhà Việt Nam luôn. Rồi chút để mình quay cái góc bên này chút em ạ. Rồi sẽ quay review cho anh em một sản phẩm sắt đến từ nhà Richman. Đây là một sản phẩm mà nó có tông, đây là một sản phẩm sắt còn chứa rất là nhiều dưỡng anh em ạ. Hôm nay mình sẽ mở cái unbox cho anh em xem. Đây là một sản phẩm đến từ cái thương hiệu nhà Richman này. Mọi người cũng biết là cái thương hiệu này có một cái là nó có cả nổi tiếng nhất là về cái cặp gội xả và xịt thơm miệng em ạ. Khi mọi người mua ở bên shop của nhà Richman thì nó sẽ được tặng xịt thơm miệng em ạ. Hôm nay mình sẽ unbox cho anh em xem cái con sáp của nhà Richman này em ạ. Mình chơi sáp lâu năm thì mình cũng biết được em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra anh em nhá. Đây là mình mua ở shop Nam Đặng đây, nó có cái tờ như này em ạ. Khi mọi người mua sáp chính hãng thì đều có cái seal bọc ngoài như này luôn anh ạ. Đây là một sản phẩm của nhà Richman này. Sản phẩm đóng gói rất là chắc chắn anh ạ. Và cái thứ hai, đây là một sản phẩm đóng gói rất là yên tâm hơn một chút. Và đây là cái, đây là một sản phẩm sáp đến từ Việt Nam. Và đây là một sản phẩm mà mình mua cái giá là 49.000 anh em ạ. Tức là 49.000 là mình dùng xu mình giảm anh ạ. Cái xu này mọi người phải tích xu nhiều thì sẽ được giảm được đi một nửa giá tiền anh em ạ. Cái giá cũ là 95.000 thôi, nhưng mà cái con này ấy là cái shop Nam Đặng này là nó là một địa chỉ bán hàng uy tín, nên là mọi người nên ghé vào cái shop này anh em ạ. Đây là một con sắt từ nhà Richman đây. Hộp đây là một sản phẩm nó có tem chống hàng giả luôn anh em ạ. Con này thì cái ở Việt Nam mình cũng có cái tem như này rồi. Bây giờ mình sẽ xé cái phần đây, phải bóc phần tem này ra anh ạ. Sản phẩm này đóng có cái hộp bìa cắt tông khá là chắc chắn anh ạ. Mình sẽ để vào đây luôn. Ok, bây giờ mình sẽ unbox thôi. À đây, unbox con này thì mở hộp nó lại nằm ở bên này anh ạ. Ok, đây một sản từ thiết kế anh em cũng biết rồi, là cái phần vỏ hộp ấy khá là chắc chắn anh ạ. Có tem chống hàng giả luôn anh ạ. Đây là một sản phẩm đến từ Việt Nam. Và đây là một trong những con nó sẽ thay thế cho cái con X-Men kia anh ạ. Và đây là một con sáp có tông mùi khi mở ra ấy, thì chất sáp nó khá là mềm. Và mùi hương thì là mùi hoa cỏ xạ hương anh em ạ. Và còn thêm một chút vani. Và khi mà ngửi kỹ ấy, thì nó có tông mùi hoa cỏ khá là nhẹ, nó không bị quá là nồng nặc anh em ạ. Đây là một con hàng đến từ nhà Richman đây anh em ạ. Vỏ hộp khá là chắc chắn anh em ạ. Vỏ bằng nhựa. Tất nhiên là về vỏ hộp thì nó sẽ mình sẽ so với con Orange thì vỏ hộp con này nó sẽ nhỏ hơn một chút. Có 80g này anh em ạ. Vỏ hộp này có 80g thôi, nó cũng hơi nhỏ tí. Sản phẩm nhà Richman thì không có gì phải chê rồi anh em ạ. Cái sản phẩm này được sản xuất tại Việt Nam và thành phần thì có đây. Mình sẽ đọc cho người luôn là có cả, nó có nhiều thành phần dưỡng khác nhau. Có cả thành phần dầu dừa và sáp ong cũng không, thì như dầu dừa sáp ong là con khác nhỉ. Con này thì thành phần của nó mô tuận từ mình tiếng Anh hơi rốt, anh em cũng thông cảm chút anh em. Con này là đem một con sáp hướng ẩm và thiết kế cũng khá là nhỏ gọn. Vỏ hộp cũng khá là nhỏ thôi, cũng không lớn lắm anh em. Bây giờ mình sẽ quay cái đoạn là mình vuốt cho anh em xem luôn, để mình sẽ trải nghiệm thử xem là cái con sáp của Richman này nó có tốt so với mọi người nghĩ không, vì cái sản phẩm máy ấy, nó cũng mới ra thôi. Hôm nay sẽ vuốt thử cho anh em xem. Đây tóc mình chưa có sáp hay gì đâu, mình sẽ làm chứng cho mọi người luôn. Là hiện tại tóc mình ấy là mình chỉ hôm qua, mình chỉ sấy từ hôm qua thôi. Và cũng bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem con sáp của Richman này. Anh em bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi cách lấy sáp, vì con sáp này nó mặt đầu hơi cứng tí, nhưng mà mình sẽ lấy phần này ra. Vậy thôi, chiếc sáp này mình chỉ lấy một lượng vừa đủ. Em như ý là lấy một lượng vừa đủ nhá.
mình sẽ đánh tan. Mùi người mua này ấy, là giống cái mùi của cái bộ dầu gội của nhà Richman anh ạ. Cái mùi của con sáp này nó giống như cái mùi của cái dầu gội của nhà Richman luôn anh em. Cái nhà Richman này khá nổi tiếng về cái con sáp vuốt tóc, nó có nhiều thành phần khác nhau và khi mình tan thì nó sẽ tan hết thì mới sẽ apply được anh em ạ. Khi mình đánh tan hết rồi apply nó sẽ rất là dễ thôi, cũng không phức tạp lắm đâu. Đây, khi mà mọi người mua hàng chính hãng thì đều có cái tem chống hàng giả anh em. Giờ sẽ bóp apply thử cho anh em xem. Đây, đây là một con sáp có tông mùi hoa quả xạ hương. Khi mà apply lên ấy, cảm giác khi mà bóp lên nó sẽ không tạo cho mình quá nhiều áp lực anh em. Độ giữ nếp của con này là 12 tiếng nhưng mà con này có thể giữ nếp cả ngày luôn. Đây là một con sáp đến từ nhà Richman nhưng mà khi mà mình ngửi ấy, cái mùi hoa cỏ này nó đậm mùi vani nhiều hơn các bạn. Cái con sáp này có đậm mùi vani và cái mùi hương con này ấy, ngửi nó giống như cái mùi con sáp mà nó siêu thị các bạn. Em sẽ thử apply thử cho anh em xem luôn này. Đầu tiên là cứ apply toàn bộ đều sáp tóc đã. Thì với con sáp này khi vuốt lên cái form undercut ấy, nó khá là dễ dàng các bạn. Khi mọi người mua hàng ấy thì mọi người sẽ mua địa chỉ uy tín thì mọi người sẽ để cái tờ này các bạn. Cái tờ này là shop Nam Đặng anh em ạ. Cái shop này là một cái shop bán hàng uy tín và cái hay là đây là một cái shop bán hàng cũng khá là lâu năm rồi nên mọi người khi mà mua sắp chính hãng ấy, mọi người cứ kéo vào cái shop Nam Đặng luôn anh em ạ. Đây là một cái shop bán hàng và uy tín nên là nhiều người đã mua hàng đấy, nhiều người đã mua hàng đấy rồi anh em cũng biết rồi. Hôm nay sẽ review con sắp của nhà Richman này xem là nó khi mình apply lên ấy, thì tóc nó sẽ khá là mềm mượt anh em. Nó hơi ẩm nhẹ thôi. Con sáp này nó hơi ẩm nhẹ và con này con sáp nó có thành phần nó có nhiều thành phần dưỡng nhiều anh em ạ. Con sáp này nó dùng cho chống được mũ bảo hiểm luôn anh em ạ. Con này ấy, khi mà đội mũ bảo hiểm 30 phút ấy thì mọi người có thể chỉnh sửa lại tóc được anh em ạ. Đây là một con sáp mà nó phù hợp cho những người mà có hoạt động mạnh và cái thứ hai nữa là từ thiết kế vỏ hộp thì mọi người cũng không quá xa lạ gì rồi anh em ạ. Đây là sản phẩm từ Việt Nam sản xuất đây cho anh em xem, cái thành phần nó cũng khá là rõ ràng luôn. Và vỏ hộp thì nó sẽ như này thôi nhưng mà chất sáp nó sẽ đặc hơn rất là nhiều. Mùi thì là mùi hoa cỏ xạ hương nghe, nó khá là dễ chịu nghe. Thế một con sáp này nó phù hợp cho những chất tóc mà giá cả hợp lý lại còn khi vuốt lên tóc ấy nó sẽ khá là mềm mượt thoải mái. Chứ còn so với con sáp ở trên thị trường ấy như cái con Kevin và Free Rider thì con đấy khi mà vuốt lên ấy nó sẽ nó có một nhược điểm nữa là gội phải gội đầu hai lần nó mới hết được, chứ con này ấy, thì gội đầu một lần nó sẽ hết ngay em ạ. Thì con sáp của nhà Richman này mình cũng không thử trên nữa. Đây một con sáp đến từ so với cái sáp bên hàng ngoại nhập thì nó cũng chất lượng thì nó cũng tốt nhưng mà nếu so với hàng Việt Nam sản xuất mình thấy là cũng khá tuyệt vời rồi đúng không ạ. Việt Nam sản xuất ra con sáp này thì cũng khá là yên tâm để cho người xài. Mọi người cứ con này mọi người nên mua nên chọn những địa chỉ mà uy tín, trước mình chia sẻ thật mọi người là mình sẽ không phải là người mình không phải là người bán sáp anh em, nên là mình cũng gọi là có một kiến thức để mà chia sẻ cho mọi người. Sau này mọi người có ý định mua những con sáp chính hãng thì mọi người nên ghé vào mấy địa chỉ đấy thì mọi người sẽ biết chỗ mà nên mua. Và cái thứ hai nữa là mình chia sẻ luôn là những con sáp của Việt Nam sản xuất ấy thì nó sẽ có cái phần là thông tin là chữ tiếng Việt nên là con sáp này rất là dễ chơi. Con này là cũng là phù hợp cho những người mà mới chơi anh em, nên là khi mà những người chơi mới đầu chơi ấy, thì nó sẽ hiểu ý luôn anh em. Đây một con sáp nó có tem chống hàng giả anh em ạ. Em lưu ý khi mua hàng nó có tem chống hàng giả luôn anh em. Con này cái vỏ hộp nó làm nó sẽ nằm đây luôn anh em. Đầu tiên là cái con này nó cũng có một cái hay là nó là sáp nó sẽ hơi ẩm nhẹ, nó không khô lắm anh em. Thì ra con sáp ẩm này nó phù hợp vào mùa đông khá hợp lý rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ thử cái hộp này cho anh xem. Đấy, hộp khá chắc chắn luôn. Một sản phẩm của Richman thì không thể thiếu được cái thiết kế không kém gì luôn anh em. Nói chung là cái bộ hộp này thì chắc là cũng không còn xa lạ gì nữa anh em. Một cái lô qua thông tin ngày sản xuất và hạn sử dụng luôn anh em. Hạn sử dụng là 3 năm nhưng cái này 1 năm là kể từ khi mình sử dụng thôi anh em ạ. Nhưng mà đây con sáp khi mình vuốt lên nó sẽ có một cái độ ẩm nhẹ, nó cũng mượt, nó không bị
có zip hay gì cả nhỉ. Không có zip thì mình trải nghiệm lại, nếu so với con Vocaloid Clay thì nó sẽ có một cái độ khô zip, mà nó sẽ con Risma này ấy, có đen hình dòng nó sẽ giữ nếp khá là cao, nhưng mà nếu mà so với con Vocaloid Clay thì nó sẽ độ khô zip thì con Vocaloid Clay nó sẽ được nhiều hơn, nhưng mà con này thì nó sẽ ẩm hơn thì mình vuốt lên ấy, thì nó sẽ có độ giữ nếp cao và chống được mũ bảo hiểm tốt em ạ. Nhưng cái dòng khô ấy mà vuốt lên vào mùa đông thì thấy là nó cũng không hợp lý em ạ. Và thôi, clip hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Mình nói cũng dài dòng nhiều quá nên là thôi. Cảm ơn tất cả mọi người và mình xin kết thúc clip đấy nha. Chào tất cả mọi người nha. Ok, bye bye.